Thưa quý vị, hôm nay 27 tháng 5 kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 tiếp tục ngày làm việc thứ 5 tại hội trường. Các đại biểu nghe các báo cáo về dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi. Các đại biểu cũng nghe báo cáo về dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi. thảo luận về dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi nhiều đại biểu quốc hội bày tỏ ủng hộ phương án mở rộng đối tượng được trao danh hiệu nghệ sĩ nhân dân nghệ sĩ ưu tú phương án này sẽ góp phần tạo động lực lớn cho sự sáng tạo cống hiến của giới văn nghệ sĩ phù hợp với tinh thần của hội nghị văn hóa toàn quốc vừa được tổ chức rất thành công và đầy ý nghĩa vừa qua trước đó trình bày tờ trình về dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở bộ trưởng bộ nội vụ phạm thị thanh trà cho biết dự thảo luật có những điểm mới như quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của công dân cán bộ công chức viên chức người lao động trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong đó bổ sung quy định về ủy quyền thực hiện dân chủ ở cơ sở quyền khiếu nại khởi kiện tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở buổi chiều thẩm tra về dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi ủy ban xã hội của quốc hội cho rằng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với người có hành vi bạo lực gia đình hiệu quả chưa cao trong một số trường hợp có tác động ngược. Thực tiễn này đòi hỏi có những biện pháp phù hợp, có tính dân đe, giáo dục. Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung vào dự thảo luật biện pháp thực hiện hoạt động vì lợi ích cộng đồng. Tiếp đó, thảo luận tại hội trường về dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi. Các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung như chính sách phát triển, quản lý nhà nước, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm, các loại hình bảo hiểm, bảo hiểm bắt buộc nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm, điều kiện hoạt động đại lý bảo hiểm, quỹ bảo vệ người được bảo hiểm, bảo hiểm vi mô, các hành vi bị nghiêm cấm. Chiều nay cho ý kiến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi. Nhiều đại biểu đề nghị dự thảo luận cần bảo đảm bình đẳng hơn cho các bên trong hợp đồng bảo hiểm. Cho ý kiến về quy định trường hợp có điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh đề nghị cần cân nhắc tính khả thi của quy định này. Đại biểu cho rằng trên thực tế, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm đều khó có thể ngồi cùng nhau để đi từng điểm loại trừ trong điều khoản loại trừ. Do đó, cần giải thích rõ cho bên mua bảo hiểm về quyền lợi bảo hiểm, điều khoản loại trừ, trách nhiệm bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm. Hiện nay, dự thảo luật quy định bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ kê khai đầy đủ chính xác mọi thông tin có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài như vậy quy định cung cấp thông tin hay giải thích trên cơ sở yêu cầu của bên còn lại trong hợp đồng sẽ đảm bảo bình đẳng hơn cho các bên đảm bảo tính khả thi trong thực tế của quy định nhiều đại biểu đề nghị dự thảo luật cần quy định rõ thế nào là thông đồng gian dối thông tin của người mua bảo hiểm đây sẽ là cơ sở quan trọng để xác định trách nhiệm của người bán bên kinh doanh bảo hiểm và các cơ quan hữu quan trong hành vi gian dối thông tin của người mua bảo hiểm cần bổ sung thêm quy định về trách nhiệm hậu quả pháp lý cụ thể của mỗi bên đối với hành các hành vi gian dối cung cấp thông tin sai sự thật của bên mua bảo hiểm nhưng có sự thông đồng giúp sức của bên bán bảo hiểm nên có sự tính toán tăng chế tài đối với bên kinh doanh bảo hiểm đối với hành vi tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm đây là việc làm cần thiết khi mà trong những năm gần đây hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm diễn ra ngày càng tinh vi và có xu hướng gia tăng về số lượng cũng tại buổi thảo luận hôm nay nhiều ý kiến đề nghị làm rõ mục tiêu của việc xây dựng cơ sở dữ liệu cân nhắc kỹ lưỡng mục tiêu phục vụ kinh doanh bảo hiểm để bảo đảm sự an toàn thông tin cá nhân của người tham gia bảo hiểm đồng thời cần làm rõ thẩm quyền truy cập cơ sở dữ liệu bảo đảm thống nhất với quy định trong bộ luật dân sự bổ sung nguyên tắc các thông tin của người mua bảo hiểm phải không mang tính định danh cá nhân Chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Chủ tịch Hội người Hàn Quốc tại Việt Nam, bà Trăng Yên Sook cùng các thành viên của hội. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, cộng đồng khoảng 200.000 người Hàn Quốc tại Việt Nam và khoảng 200.000 người Việt Nam tại Hàn Quốc là cầu nối quan trọng trong hợp tác giữa hai nước. Chủ tịch nước hoan nghênh hội người Hàn Quốc tại Việt Nam đang đóng góp tích cực vào việc tăng cường giao lưu nhân dân, tăng cường sự hiểu biết về văn hóa, tình hữu nghị giữa hai dân tộc và hai quốc gia hội đã góp phần phổ biến, khuyến khích cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam hiểu biết, hội nhập về văn hóa và tôn trọng tuân thủ pháp luật Việt Nam. Đây là những điều kiện giúp cộng đồng người Hàn Quốc yên tâm sinh sống và làm ăn lâu dài tại Việt Nam. Chủ tịch nước cho rằng các hoạt động phong phú về giao lưu văn hóa do hội tổ chức đã đóng góp vào việc tăng cường sự tin cậy về chính trị, mở rộng hợp tác về thương mại và đầu tư, qua đó thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Hàn Quốc phát triển sâu rộng. Chủ tịch Hội người Hàn Quốc tại Việt Nam Trang Yon Suk cho biết, mặc dù trải qua hai năm khó khăn vì dịch bệnh, tuy nhiên ngay sau khi đường bay giữa hai nước được mở lại, đã có nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc mong muốn sang Việt Nam đầu tư kinh doanh. Về hoạt động của hội, nhân dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước, hội dự kiến tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa nhằm thúc đẩy hợp tác giao lưu nhân dân giữa hai nước, đặc biệt là giao lưu giữa hai cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Cũng trong chiều nay, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Patrick Gensinger, Giám đốc điều hành tập đoàn Intel. Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng những kết quả hoạt động của Intel trên thế giới và tại Việt Nam trong thời gian qua. Cảm ơn Intel tham gia vào quá trình xây dựng chính phủ số, nền kinh tế số, kinh tế xanh, xã hội số, công dân số của Việt Nam, phù hợp với ưu tiên phát triển của Việt Nam và phù hợp với quan hệ hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ. Thủ tướng đề nghị Intel tiếp tục đầu tư vào việt nam không chỉ mở rộng sản xuất mà đầu tư theo chiều sâu đóng góp vào phát triển hạ tầng kinh tế số với nguồn nhân lực chất lượng cao của việt nam hỗ trợ việt nam trong xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo khởi nghiệp tăng năng suất lao động xây dựng trung tâm nghiên cứu cơ bản để phát triển lâu dài tại việt nam giúp việt nam đa dạng hóa chuỗi cung ứng trên tinh thần lợi ích hài hòa rủi ro chia sẻ cảm ơn thủ tướng đã dành thời gian tiếp giám đốc điều hành tập đoàn Intel cho biết trong quá trình đầu tư tại việt nam Intel nhận thấy việt nam có lực lượng lao động cần cù đổi mới sáng tạo có sự hỗ trợ tạo điều kiện mạnh mẽ từ phía chính phủ do đó intel quyết định sẽ tiếp tục đầu tư vào việt nam với quy mô lớn gấp nhiều lần hiện nay giám đốc điều hành tập đoàn intel đánh giá việt nam là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư với nền kinh tế năng động thị trường đầy tiềm năng và nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực intel có thế mạnh như chế tạo nghiên cứu phát triển Thưa quý vị, với sự phát triển năng động, đóng góp tích cực và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế cũng như khu vực, Việt Nam ngày càng có vai trò vị thế ở khu vực và trên thế giới. Giới chuyên gia nhận định, Việt Nam cùng một số ít quốc gia khác đang đứng đầu danh sách những nước có vai trò quan trọng sẽ định hình, góp phần, định hình tương lai của châu Á. Tờ One Street Journal mới đây cho biết, hãng công nghệ Apple – cũng đang lên kế hoạch thúc đẩy sản xuất các sản phẩm của hãng ở bên ngoài Trung Quốc và Việt Nam được ưu tiên trở thành nơi có thể gia tăng chuyển dịch chuỗi cung ứng. Mỹ tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp Mỹ chuyển hoạt động sản xuất, kinh doanh sang các nước trong khối ASEAN, trong đó coi Việt Nam là một ưu tiên. Việc ngày càng nhiều đại bang FDI đến làm tổ tại giải chữ S cho thấy vị thế của Việt Nam trong khu vực ngày càng được nâng tầm. Việt Nam và Hoa Kỳ là những đối tác cũng quan trọng của nhau và cho đến nay thì hai bên cũng chia sẻ nhiều cái lợi ích tương đồng trong đó có cái lợi ích chung của cả khu vực của chúng ta ví dụ như là cái phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và cái việc mà phải củng cố cái môi trường hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á thái Bình Dương là nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới đồng thời là thị trường và nhà đầu tư lớn hàng đầu khu vực sự phát triển của Nhật Bản đóng vai trò hết sức quan trọng đối với thịnh vượng và phồn vinh của châu Á. Việt Nam và Nhật Bản là đối tác chiến lược rộng mở, tin cậy và đã nỗ lực thúc đẩy sự phát triển vượt bậc của quan hệ song phương trong gần 50 năm qua. Hai nước có nhiều lợi ích tương đồng, có nhiều tiềm năng để bổ sung, tương trợ lẫn nhau trong việc duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác liên kết phát triển bền vững ở châu Á và trên thế giới. Chuyến thăm và làm việc của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại Nhật Bản tham dự hội nghị quốc tế về tương lai châu Á cũng thể hiện thông điệp Việt Nam là đối tác tin cậy, thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, sẵn sàng cùng chung tay giải quyết các thách thức trên trường quốc tế. Thì chúng ta sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn để thúc đẩy hơn cái quan hệ đối tác hữu nghị của chúng ta với Nhật Bản và đặc biệt là triển khai cái thỏa thuận của hai thủ tướng để làm sao đưa cái quan hệ hai nước của chúng ta đi lên phát triển hơn theo cái phương châm mà hai thủ tướng đã thống nhất đó là chân thành, tình cảm, tin cậy và thiết thực và hiệu quả. Là một đất nước đã từng trải qua nhiều cuộc chiến tranh, người dân Việt Nam hiểu rất rõ giá trị của hòa bình. Trong bối cảnh khủng hoảng, chia rẽ và nhiều biến động như hiện nay, Việt Nam đã và đang đóng góp tích cực và có trách nhiệm tới hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới để kiểm tra đôn đốc và tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Và chiều ngày 27 tháng 5, Tổ công tác số 5 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư làm tổ trưởng đã làm việc với các bộ ngành và 5 địa phương, bao gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương, Bắc Ninh và Hà Nam. Tính đến hết tháng 4, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của 5 địa phương còn rất thấp, chỉ đạt 15,12%, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước là 16,36% bên cạnh nguyên nhân khách quan như giá nguyên vật liệu tăng cao, năm đầu tiên giải ngân vốn đầu tư trung hạn nên mất nhiều thời gian để hoàn tất thủ tục cho dự án mới, giải phóng mặt bằng, bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nhận định nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu. Trước hết là do cái tinh thần trách nhiệm chủ đầu tư của các cấp chưa thật là quan tâm, chưa tập trung, chưa quyết liệt, chưa sâu sát trong cùng một điều kiện, trong cùng một thể chế như nhau nhưng lại có những địa phương giải ngân rất tốt. Điểm khác biệt của năm nay là một số vướng mắc tồn tại đã được khắc phục, các địa phương không còn phản ánh về bất cập của luật đầu tư công, trung ương không còn chậm giao vốn. Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ thống nhất bố trí vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng đoạn qua địa bàn với tỷ lệ là 50% hội đồng nhân dân thành phố cần thơ thống nhất đề xuất vốn ngân sách địa phương tham gia thực hiện giải phóng mặt bằng thực hiện dự án thành phần 2 thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1 là hơn 1.000 tỷ đồng được sử dụng từ nguồn vốn ngân sách địa phương thuộc kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 chưa phân bổ chi tiết trong đó dự kiến bố trí hàng năm là năm 2022 bố trí 200 tỷ đồng, năm 2023 bố trí 861,5 tỷ đồng theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin cảnh báo lũ quét sạt lở đất ngập úng cục bộ tại các tỉnh lào cai điện biên hòa bình lai châu từ 14 giờ đến 16 giờ ngày 27 tháng 5, trên khu vực các tỉnh Hòa Bình, Điện Biên, Lai Châu và Lào Cai đã có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 20 mm và có nơi trên 50 mm. Dự báo từ chiều tối ngày 27 tháng 5 đến ngày mai 28 tháng 5, vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác. Riêng khu vực Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Cạn có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 40 đến 70 mm, có nơi trên 100 mm. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cao tại các huyện lương sơn tân lạc cao phong kim bôi lạc sơn mai châu tỉnh hòa bình bắc hà simacai mường khương tỉnh lào cai tân uyên than uyên tỉnh lai châu mường nhé điện biên tỉnh điện biên Thưa quý vị, đã nhiều năm được cảnh báo phải di rời khẩn cấp vì nằm trong vùng sạt trượt nguy hiểm. Song gần 100 hộ gia đình dân tộc Hơ Mông ở bản Hủy Tóng 1 và Hủy Tóng 2, xã Hủy Lèng, huyện Mường Trà, tỉnh Điện Biên vẫn không thể chuyển đi vì chưa có mặt bằng và dự án di chuyển dân của chính quyền địa phương mới bắt đầu ở khâu khảo sát. Trận sạt núi vào đêm ngày 24 tháng 5 vừa qua tại bản Hủy Tóng 2, xã Hủy Lèng, huyện Mường Trà, tỉnh Điện Biên đã khiến hai người thương vong. Hiện trường còn lại chỉ là bùn đất Kể về đêm mưa định mệnh đó Người dân bản Hủy Tóng 1, xã Hủy Lèng, huyện Mường Trà Vẫn chưa hết bàng hoàng Ngay trong đêm đó, cán bộ xã Hủy Lèng đã đề nghị Các gia đình cân điểm sạt trượt Chuyển sang nhà người dân ở nhờ Đồng bào báo cáo đề nghị huyện có phương án hỗ trợ à, Cái số hộ mà Nằm trong cái nguy cơ sạt Trong đó là có 51 hộ Trong đó đặc biệt là có 9 hộ Là cần phải uh, Di chuyển ngay trong thời gian gần đây. Huyện cũng đã chỉ đạo là đến nay là các hộ cũng đã di rời đến nơi ở an toàn. Đấy là cái phương án trước mắt của huyện là, là, đã, 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 đã xử lý để các hộ đến nơi ở an toàn. Thế còn về lâu dài thì huyện cũng đã trình tỉnh và đã được đưa vào cái kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 21 25 như thông tin lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Mường Trà cung cấp, thì địa phương này đã lường trước được nguy cơ sạt trượt đe dọa an toàn cuộc sống của người dân, hai bản hồi tóng. Nhưng vì không có vốn nên dự án di dân bị trì hoãn suốt từ năm 2015. Nhưng với những gì đã xảy ra vào đêm ngày 24 tháng 5 và nguy cơ sạt lở hiện hữu mỗi ngày đe dọa an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, đặc biệt khi mùa mưa vùng cao mới bắt đầu thì thiết nghĩ chính quyền địa phương không thể chậm trễ thêm được nữa. có cơ chế sàng lọc thay thế kịp thời những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm pháp luật, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp bị xử lý kỷ luật không còn uy tín đối với nhân dân là một chủ trương đã được đề ra tại đại hội 13 của đảng. Thời gian qua đã có nhiều cán bộ thoái hóa biến chất bị đưa ra khỏi đội ngũ cán bộ bị khai trừ ra khỏi đảng. Tuy nhiên việc phát hiện những người năng lực yếu kém, xa suốt đạo đức và vi phạm pháp luật thì vẫn có những nơi thực hiện thiếu kiên quyết và chưa kịp thời thời gian qua có không ít cán bộ bị kỷ luật do những sai phạm xảy ra từ nhiều năm trước đến nay mới bị phát hiện điều đó cho thấy những sai phạm đó chậm được phát hiện và xử lý và khi bị phát hiện là do báo chí phản ánh hoặc cơ quan chức năng chứ không phải do nội bộ cơ quan tổ chức đảng đấu tranh làm rõ nguyên nhân dẫn đến thực trạng đó là do tư tưởng dĩ hòa vi quý ngại va chạm ngại đấu tranh tồn tại trong không ít cán bộ đảng viên Dạ. Mà như chúng ta vừa mới nêu Tức là gì ạ? Là như tôi đã từng nói rồi đấy Là anh tố tôi thì tôi tố anh Mà anh không tố tôi thì tôi lại cũng không tố anh Rốt cuộc là không ai tố ai Nước chảy lá khoai làm cho qua chuyện Vậy thì ở đây nó cũng có cái câu chuyện đấy Là lợi ích nhóm Suy cho cùng cái gốc là cái lợi ích Hiện nay trong đội ngũ cán bộ của chúng ta Trung bình chủ nghĩa Mũ ni che tai Thấy đúng không dám đứng ra bảo vệ Mà thấy sai không dám đấu tranh một cách quyết liệt Cái việc đó là nó cũng đang phổ biến. Rồi cái tư tưởng hữu khuynh, né tránh ngại va chạm, rồi dựa dẫm, rồi thậm chí có cả lợi ích nhóm ở trong đó. Vì thế, để phát hiện và thay thế kịp thời những cán bộ không đủ năng lực phẩm chất thì cần đổi mới cách đánh giá cán bộ theo hướng đa chiều, chú trọng vào kết quả công việc cụ thể và kết quả đánh giá phải được công khai rõ ràng. Khi chúng ta công khai những kết quả những kinh nghiệm có được, những kiến thức có được, đặc biệt những kết quả thành tích mà người ta đã có so sánh với những người khác việc công khai như thế sẽ loại bỏ được rất nhiều những rào cản hiện nay đang ngăn cản sự lựa chọn và tuyển dụng những cán bộ thực tài à, thực tài hoàn thiện các cái quy định quy chế của Đảng, pháp luật của nhà nước, chúng ta cũng đồng bộ hoàn thiện các cái quy định bịt các cái kẽ hở để cho cái cán bộ đảng viên có cái tư tưởng xấu người ta cũng không thể lợi dụng được. Mặt khác, để đánh giá chính xác và sàng lọc thay thế kịp thời những cán bộ không đủ phẩm chất đạo đức, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra thì cần thêm một khâu nữa là dựa vào sự giám sát đánh giá của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, phải dựa vào nhân dân vì đông đảo nhân dân rất nhiều tai mắt, từ nhân dân sẽ có thêm những thông tin khách quan trung thực để đánh giá đúng chúng đội ngũ cán bộ. Đánh giá đúng thì sẽ sàng lọc chính xác cán bộ.